Thưa quý vị, trải qua một năm 2023 với nhiều biến động, thiếu hụt đơn hàng, sản xuất kinh doanh khó khăn, khiến cho thu nhập của người lao động sụt giảm. Bên cạnh đó, thị trường lao động tự do cũng cạnh tranh khốc liệt, khiến người lao động gặp nhiều khó khăn. Với phương châm Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết 2024 cho đoàn viên người lao động khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề. Sau đây là ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 200 thành viên trong nghiệp đoàn xe ôm quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh như ông Sơn chưa từng nghĩ mình cũng được tham gia một buổi họp mặt cuối năm như thế này, được gặp nhau, chia sẻ những buồn vui của nghề xe ôm truyền thống, được công đoàn quận động viên, được tặng quà, những bộn bề lo toan trong họ cũng vơi đi. Thiết thực và nhân văn rất là nhiều vì tạo cho anh em gắn kết với nhau trong cái nghiệp đoàn, trong cái đoàn thể mà tầng lớp lao động như anh em chúng tôi đây rất là phấn khởi vì được ở trên quan tâm rất nhiều, mặc dù mình là nghề lao động tự do. Thì liên đoàn cũng có trách nhiệm mà chia sẻ với anh em đoàn viên các nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn hôm nay thì có là nghiệp đoàn xe ôm, nghiệp đoàn rác dân lập, nghiệp đoàn cắt uống tóc và nghiệp đoàn giúp việc nhà. Nó thì số lượng hôm nay chăm lo đó là khoảng hơn 200. Thì mỗi phần quà của thành phố đó là mỗi phần là 700.000 và của quận là 500.000. Còn đây là đêm hội văn hóa chào đón năm mới được tổ chức tại khu chế xuất Linh Trung 1, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Những tiết mục giải trí như món quà động viên tinh thần cho những người lao động tại đây. Và không ít người trong số những lao động này đã lâu lắm mới được xem ca nhạc ở khoảng cách gần đến vậy. Nãy giờ là quá trời nhiều tiết mục luôn á. Nên thành ra nãy giờ là không có thấy là mệt hay gì, đứng nãy giờ. Tại vì em làm nguyên một ngày hôm nay luôn á, mà em đứng tới đây, em tham gia em coi. Em chưa biết thấy mệt luôn mà. Cả năm trời mới được đêm hội đầu tiên của em, mà em làm ở đây là 4-5 năm rồi. Đây là lần đầu tiên em tham gia luôn á, nên em hồi hộp lắm. Bây giờ cũng trong hoài, cũng đang ngóng không biết quà của mình là cái gì nữa. Đối tượng hôm nay thì các bạn có hoàn cảnh khó khăn và có những công ty giảm đơn hàng. Thì như vậy thì trong đợt đầu tiên này là 600 phần cho đa phần là ở công nhân đang làm việc tại khu chế xuất Linh Trung 1. Thì đây là một trong những cái chăm lo về tinh thần cũng như là vật chất cho người lao động chuẩn bị để đón chào năm mới. Liên đoàn thành phố có tổ chức một cái chương trình đi bộ đồng hành với cái chủ đề đó là chịu bước chân một tấm lòng. Để đồng thời qua cái chương trình này thì cũng vận động các cái doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ được khoảng 3 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên và người lao động khó khăn. Để đem Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 8 kế hoạch chuyên đề chăm lo cho đoàn viên, người lao động từ nay đến trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Sẽ có nhiều chương trình chăm lo Tết nữa được tổ chức như chương trình tấm vé nghĩa tình, Tết sum vầy xuân tri ân, ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình, gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố, Tết cho em, thăm hỏi tặng quà các đoàn viên nghiệp đoàn. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện khoảng 135 tỷ đồng.